Chương 8. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và giao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary, gọi là Madeleine, từ người bày quỷ dữ đã ra. Janne, vợ Chusa, là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên và kết quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng, đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có dễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này, làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không xanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chơn đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bên kia hồ rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng, người này là ai, khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người. Kế đó, ghé vào đất của dân Gerase ngang xứ Galilee. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người, xiềng và còng trơn lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu,
thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần, bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết thảy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài và ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người cai nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đương đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bấy giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài giờ chôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ai giờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Có người đã giờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã giờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán: Có kẻ ở nhà người cai nhà hội đến nói với người rằng: Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi, bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai.